các con vợ rất là hay quên subscribe kênh của tôi. Bấm subscribe rồi xem video thật là vui vẻ nhá. Ngán thế, hôm bữa mua cái bánh bé này về ăn thử thì nó ngon thật. Xong rồi mua cái bánh to này nó ngán thế, nhiều kem ngán đấy. Bánh to này hơi bị nhiều kem, nhưng mà vị sầu riêng rất đặc trưng. Lần trước mình mua cái bánh này để ăn thử, thấy nó ngon, tao quyết mua luôn cái bánh to này về để quay luôn. Nhưng ai ngả bánh to này ngấy á. Cảm giác như cắn vào miếng sầu riêng luôn. Bên dưới này không biết cái bánh nó bị làm sao, nó bị cứng ấy mọi người ạ. Mà cũng không biết đây gọi là cái bánh gì nữa, nhưng nói chung là khá ngon. Ai không ăn được sầu riêng thì đây đúng là ác mộng. Nhưng nếu đã ăn được sầu riêng thì đây đúng là ôi, nhân sầu riêng luôn ạ.